Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang ở chỗ thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Để xem thử có phải không. Hôm nay thì mình lên Nam Trà My thì mình ở nhà cô Tám. Và mình để ý thì thấy nhà cô Tám có nấu rượu này, rồi có nuôi heo nữa. Bây giờ mình sẽ quay một cái clip để quảng cáo dùm cho cô Tám. Nếu như mà ai ở Nam Trà My á thì có thể là đến đây ủng hộ rượu của cô Tám nha. Hoặc là nếu như mà mọi người mà ở xa muốn mua heo giống, xe chạy quá. Nếu như mà mọi người muốn mua heo giống này hoặc là mua heo thịt á, thì có thể là liên hệ cho cô Tám. Mình thấy là cô Tám nuôi heo rất là nhiều luôn. Đây là bầy heo con này mọi người. Quá trời luôn ha. Cô Tám nuôi heo mọi này. Thì heo này thì nó heo lai đây, cho nên là thịt nó rất là ngon. Và cô Tám nuôi thì thả rong như vậy. Con nái nó ở trong, còn mấy con nó ở ngoài. Không thấy mình bỏ chạy hết trơn. Đây này, nó rút ở trong cái chỗ để củi á. Mấy bà heo thấy mình bỏ chạy hết. Trời, thấy mình bỏ chạy hết trơn à. Tí nữa thì mình sẽ để cái số điện thoại của cô Tám hiện ở trên cái màn hình cho mọi người luôn. Heo này thì chắc chắn là rất là ngon rồi. Và giống của nó rất là tốt. Cô Tám vừa nấu rượu vừa nuôi heo cho nên là thịt heo nó cũng ngon nữa. Con mẹ nó không sợ mà mấy con nó nhát gan, nó sợ. Nhà cô Tám thì đối diện với lại trường Kim Đồng. Giới thiệu mọi người, đây là cô Tám của mình. Cô Tám cung cấp heo thịt với heo nái luôn hả cô Tám? Dạ. Cái này là heo mọi phải không cô Tám? Ngoài ra thì còn có loại gì nữa cô Tám ha? Bán heo con cho mọi người. Nếu như mà mọi người cần heo giống thì có thể là liên hệ cho cô Tám. Đây. Rất là đông. Hồi nãy thấy con bỏ chạy hết. Con mua? Con đây hả? Đây, con đực giống này. Con đực giống đây hả? Con này nó một con như vậy nó đẻ bao nhiêu đứa nhỏ. Con. Có một con đực giống đó hả? Dạ. Dạ. Con mua cô ta. Mấy con này là 3 triệu một con này. Dạ. Như con heo đực kia thì bao nhiêu? Dạ. Dạ. Cái lưng. Dạ. Con lẹ cái bò nó chả hết. Lắm trời này. Ui. Tổng cộng là cô Tám có bao nhiêu con nái? 4 con nái với con đực giống mà. Dạ. Ở trên này thì cô Tám nuôi thả nó đi như vậy. Thả rong rồi đó. Dạ. Cô Tám cho số điện thoại đi. Lỡ như mà ai có liên hệ thì nó gọi. Số điện thoại cô Tám là số mấy? Con đạp từ từ đi, em đạp từ từ đi, không ba mấy? To lên em. 03638 03639 38 005 rồi. Ok. Nếu như mà mọi người cần heo giống thì có thể là liên hệ. Heo này là heo mọi. Heo này nó là heo rừng. Có hút không cô Tám? Không hả?
Thức ăn chính của nó là cái gì cô Tám? À, nhà cô Tám có nấu rượu cho nên là cô Tám cho nó ăn hèn. Dạ. Cái chừng hút cái vặn luôn như này á. Wow. Ui. Em câu cái thường đỏ luôn. Ui. Bây giờ nó chắc cứng ngắc luôn. Nó dành ăn á. Trời. Đây là ham chào mấy nhiều lớn nè. Tại vì con này nó bự mà. Dữ á, dữ ăn á. Ít 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 quê. Ôi đó con này. Đây có một bà đang đi lên nè. Để đi ra phía ngoài nè. Chẳng đi lên chứ khỏi sợ. Quá trời luôn. Mười lăm ký trở lại là 3 triệu một con. Còn 15 ký trở lên nhá là dạ. Heo thịt là phải 180.000 một ký thôi. Dạ. Ui là bị sao rồi. Đó là bị sao à. Ui. Ui bắt ra được. Đây nữa nè. Đầy quá trời luôn mọi người. Bài này là nó chưa có biết ăn đúng không cô ta? Dạ. Tao mấy thì đủ. Như vậy. Cái này đốm nhỏ hơn luôn á. Nó chậm nhỏ kìa. Nè. Bò nó bò nhỏ nhỏ. Dí dí cái mò mò lại đây, gần gần lại đây nha. Ừ. Cái ba nào cũng giật lần nó rõ, cái màu vòn nó không còn mãi nữa. Ừ. Còn còn nhỏ đi, cái màu nó sạc sữa hơn. Dạ. Sát hơn. Cái da nó cứng lắm mọi người. Cứng nhắc luôn. Nó le rần mà. Dạ. Con cho ăn là con rần nó mặn. À. Đi lại nhiều xin muối không vậy? À. Dạ. Con nó đi theo con hay rực rửa. Đồng thời cũng xuống để đặt dùng thịt cá nó rồi. Từ cũng có hay chắc xe đâu đi. Đem dùng thịt cái lũ chay. Để từ đâu một quấn. Tới như nào lại có một quấn á. Để đặt lũ thì mua một cái thống xa là thấy 44 mét lay. Để đặt ra bài nghe bài. Cầu nó đi, nó phải đi theo rừng luôn mà. Ừ. Mà không biết lay mua lên rừng nó không biết được. Đây, cái con này là nó lay rừng này mọi người. Là cô Tám nói là lúc trước là con mẹ của nó đúng không? Là nó bỏ nó lên rừng. Xong rồi tự nó lay giống ở đâu trên đó luôn. Xong nó về nó đẻ ra cho nên là con này nhìn nó. Giờ cô Tám nó giữ lại để nó làm giống luôn. Bổ bổ rồi rồi. Dạ. Vâng. Đó cái lòng như thấy mình đỏ tinh luôn. Nó sùng nó làm cá. Cây mô bà có heo kéo mà cá thái không có kinh. Nghe cái giò ông cô muốn. Lòng lắm thằng nó thái. Thái cái thượng quá. Cũng anh nào cậu ăn cái bụng kinh đúng không? Đây mà cậu ăn cái thời ai uống bể bụng mà. Uống nước nè. Em hơi mạnh em to để nghe cho em to đi để ra con to mình đang mình to. Dạ. Cô Tám có bán gà không? Không có. À. À, gà này thì nhà mình ăn thôi. Dạ.
Dạ. Ủ bao lâu là mình nấu được? Một tuần. Một tuần hả? Rồi. Dạ. Cái này có hộp tâm chưa để cơm vô này. Dạ. Này cái hàng để ẩn cũng bệnh náo này, này cái nồi đi là náo được rồi này. Dạ. Ngoài nhà. Đây là cái này là tối nay mình náo luôn hả cô ta? Dạ. Dạ. Còn cái này là mới ẩu nè. Dạ. Mới ẩu cái nhà và đây nè, mới ẩu cái này. Mới ẩu. Vô đó, à nhà này đang mới ẩu. Dạ. Một náo, một ngòn, không có cái ngâm, không có ẩu. Cơm, nó quay cái lò rượu đây. Đây. Mình nấu cái này xong cái bỏ vô đây hả cô ta? Không. Nấu cái này xong cho đổ vô đó. Đổ vô đó ẩu hả? Còn mấy em vô đây, cái đổ vô cái, rồi mấy à. Em đổ vô đây nè. Dạ. Còn đây là cái hũ nào mình đi chuẩn bị đổ vô hũ này á. Dạ. Đó, rồi cơm nó bới rồi à. Cho nguội, cái đổ men vô, cái đổ vô đó. Dạ. Còn cái chỗ này là đó, mình... Cái này đang nấu rượu đó. Đang nấu rượu. Đang nấu rượu. Rượu đây nè, con quay dạ. Đây nè, nước, cái cần nước cái này nè, đó. Cái cần lấy nước cái này, dạ. Nè. Đó, đựng coi ra, cho đèn này xuống đây, coi ra, yeah. Đó, đựng chả ra đó, thấy chưa? Ừ. Thấy vào rượu chưa? Ừ. Chả bồ canh nè. Nó chảy rỉ rỉ như vậy đúng không? Này, con bị con quay thắt xuống đây đó, đựng chả ra đó nè, thấy chưa? Dạ. Yeah. Thấy đựng chả đó. Dạ. Yeah. Rồi đó. Cái cần để nơi đó, nó xuống cả nơi rượu đó, không coi ra nè. Xuống đây, lùn dưới ấm, cái nó hổng này lùn lạnh. Chả ra đó, rượu náo thật sự luôn, chứ không có. Có dạ. Đây mới là hàng giả nè. Giả, anh giả. Giả là giả dùm đồ. Giả là nè, ăn quá. Ăn quá. Anh đi tôi ăn quá, ở đây không nặng được rồi. Ây dình đất. Đây, mọi người có thể nhìn thấy con heo này. Nó khi mà mình nhìn thấy con heo này thì mình có thể liên tưởng đến một người em của mình và nó cũng đang đứng ở đây. Đây là cái dàn củi của cô Tám nè. Cô Tám chuẩn bị củi rất là nhiều luôn. Ở trên này thì không có thiếu củi đâu mọi người. Tại vì trên rừng mà củi rất là nhiều luôn. Phía bên kia nữa. Đó. Bây giờ là cô Tám mới nấu xong cái nồi cơm và đổ ra đây. Đây là gạo thật sự luôn. À, gạo này cô Tám mua ở dưới Tâm Kỳ hả cô ta? Dạ. Dạ, công ty Hoa Ngọc. Đứng đó tí nữa xịn nhá. Công việc hàng ngày của cô Tám thì chăn nuôi với lại nấu rượu thôi, nhưng mà cũng rất là bận rộn. Đây cái cơm thì mình trộn men ra rồi, bát lên nấu. Không phải nguội thì mình mới trộn men được hả cô Tám? Mới trộn men được, cái nấu trộn men vô lắm thôi. Dạ. Khi mình nấu thì mình phải nấu cho nhuyễn luôn hả? Cơm à? Dạ. Cơm phải nấu cho chín, nếu như cơm là sắm là nó bị khê rồi. À. Cũng rồi ăn thèm không nổi. Dạ. Khi mình nấu là nó bị khê. Chị bé hàng là má rồi. Nấu cơm cho chín. Ừ.
Mang là mang đi là ở to như này. Dạ. Cái bùi đi có sao nè. Đây hả? Đây. Cái gói này. Một bộ to như vậy đó. Đây. Bông lúa vàng. Đây là dạ. Trong một cái bao lớn như vậy. Đây. Là thì sẽ có nhiều cái này. Người ta chia ra vậy. Mình mở cái này ra là có túi nhỏ như vậy này. Dạ. Đó, và trong cái túi này thì nó sẽ có những cái túi nhỏ như vậy nữa. Dạ. Từ cái công đoạn mà nấu lúc mà ban đầu là đến khi mà nó nhỏ thành rượu đó thì mất bao lâu mới ra được cô ta? Bảy ngày là mới thành rượu đó luôn hả? Wow. Lâu hè. Đó nhiều hũ là mình nấu ngà mua mình cũng có nấu ấy. Dạ. Mà chưa nấu cơ là còn hai cái bắt đầu nấu đó rồi nấu. Còn bây giờ thì mình nấu rãng lối đuôi với nhau rồi đó. Ừ. Bây giờ thì ở đây có máy cạnh sẵn luôn rồi nè. Đây. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cái mô hình nuôi heo của cô Tám này với lại nấu rượu. Nếu như mà mọi người muốn đặt hàng của cô Tám á, thì có thể là liên hệ cho cô Tám nha. Mình sẽ để cái thông tin của cô Tám, số điện thoại hiện ở trên cái màn hình luôn. Nếu mọi người thấy video của mình hay á, thì nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn cái chuông bên cạnh. Và nếu được á, mọi người hãy like cái video của mình và share video của mình cho nhiều người biết hơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết cái video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.